chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi Penang Hill, một nơi để cho tất cả chúng ta được thả hồn vào thiên nhiên, cảm thấy thư giãn, sảng khoái sau những thời gian mệt mỏi. Và đường lên Penang Hill thì có hai cách. Nếu như bạn thích đi hiking, leo núi, khám phá thì có thể chọn đi hiking tầm 2 đến 3 tiếng. Còn nếu không thì về team mình, tất nhiên là mình sẽ chọn là đi tàu và chỉ mất 15 đến 20 phút thôi. Nếu như các bạn đang làm việc tại Malaysia thì các bạn có thể mang passport và có dán visa làm việc thì giá vé tàu sẽ được giảm xuống, chỉ còn 12 đến 15 ring gì đó thì mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà dành cho 2 chiều. Còn nếu như bạn không mang visa đi thì giá vé sẽ là 30 ring cả chiều đi và chiều về. Khu nổi bật nhất ở Penang Hill đó chính là The Habitat Penang Hill, với giá vé vào cửa là 55 ring một người. Ở đây thì có rất nhiều góc chiêu chiêu và tha hồ cho các bạn sống ảo và chụp ảnh gọi là tựa lưa luôn. Các bạn có thể chọn ăn sáng ở quán cà phê The Habitat, uống cốc trà ấm, ăn miếng bánh để khởi đầu cho một ngày mới. Có khá là nhiều hoạt động cho mọi người trải nghiệm ở đây như là đu dây zip line hay là trèo cây. Tuy nhiên, đợt mình đi thì đang dịch bệnh nên là chưa mở cửa lại các hoạt động này. Penang Hill nhé.